Alo, hôm nay sẽ làm practice test 8 phần writing, nhưng mà làm rất là nhanh. Mình sẽ chỉ chọn những câu dễ để làm và sau đó sẽ lụi thử những câu mà đáp án đúng nhất để xem liệu sẽ tốn bao nhiêu thời gian và cái thời gian đấy nó sẽ quy ra được là bao nhiêu câu đúng. Mình sẽ cùng thử làm, thử xem mất bao lâu nhá. Thế mình đã có đáp án, có một cái nữa. Mình còn thiếu một cái, đó chính là answer sheet. Mình cũng sẽ ngồi khoanh answer sheet luôn. Oh, đây là answer, không phải answer sheet. Answer sheet, đây. Ok, vậy đây sẽ là phần 2. Rồi, vậy thì mình cũng sẽ làm giống như bình thường. Và sẽ khoanh answer sheet. Đúng không ạ? Giả sử thì đây, ok, để xem đúng được bao nhiêu câu trong thời gian nhanh nhất có thể. À, chỉnh đề đã, đề đâu rồi, đây, đề đây, rồi, sang phần 2 nhá. Ok, và mình sẽ làm rất nhanh, thử xem nhanh nhất có thể để xem là cái hiệu quả đánh đổi thời gian lấy điểm này xem sẽ như thế nào. 35 phút đúng không ạ? Mình cùng thử xem. Ok, câu 1 là câu phải đọc, vậy thì sẽ bỏ qua. Câu 2 là câu chọn từ, bỏ qua. Câu 3 sẽ là câu mà diễn đạt ý, mình sẽ lụi bằng cách chọn câu ngắn nhất. Giả sử ngắn nhất thì mình chọn B đi. Câu 3 chọn B đi. Chưa đọc gì hết. Câu 4, ok, dấu câu. Vậy câu này có thể làm được khá là nhanh. In large quantity, phải which one would respect, phải compost can be converted into gas. Vậy chủ ngữ là compost can be converted là verb, ok. Vậy vế chính là xong. Thì nó hỏi về phụ in large quantity, phải which one would expect. Ở đây mình thấy là có dấu mở ngoặc này thì chắc, đóng ngoặc ở đây chắc là mở ngoặc rồi, không có gì bàn cãi nữa. Nhưng mở ngoặc này thì nên là chấm phẩy hay là không thì mình thấy chắc không phải là chấm phẩy rồi. Cô B đi. B đi, chọn đi, nhanh 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 nhanh. Hơi xấu tí. Câu 5, câu này phải đọc rồi. Nhưng mà câu này đọc là graph thôi đúng không? Include information in the graph. Về cơ bản câu này không cần đọc nhiều lắm nên là cũng có thể đọc được. Consistent with description of compost in passage, phải đọc bài đọc rồi. Vậy thì chắc là câu này mình bỏ qua đi. Graph phải bỏ qua đây, đọc sao. Where the one supplement for graph, lại graph tiếp. Good choice, vậy là graph. Ok, vậy graph thì nó graph nói cái gì? Ít glass hơn bị vứt ở trong bãi rác. Vậy mình xem trong graph, nhìn lướt qua rất nhanh thôi. Thì mình thấy là nó có những cái gì, nó có là more metal, more food waste, more yard waste. More metal này, more food waste, quên mất rồi. Metal, food waste, yard waste, food waste đâu đây. Có vẻ cái này thằng này nhiều nhất rồi. Ok, lụi bừa đi. Chọn food waste đi, chưa cần đọc gì hết. 6C. Thử xem tí đúng bao nhiêu câu. Rồi bây giờ worse than. Cái này thì rất là dễ chọn, bởi vì worse chắc chắn phải là đi với than rồi. Mà gian có phải hay không phải thì mình nghĩ là worst thì gian luôn đúng không ạ? Phải phải không phải luôn. B đi, 7B đi. Rất nhanh chóng, được một gần 1/4 rồi, 5 rồi. Cái này làm được này, đây. Đây là verb đúng không ạ? Organic material that is sent to landfill. Vậy chủ ngữ là organic material là số ít. Vậy đây không thể là contributor thường được, phải là contributor hoặc là ít. Vậy chắc là C rồi, đây là thằng duy nhất số ít, 8C. Rất nhanh thưa quý vị và các bạn, rất nhanh. Cái này mình không biết, mà chọn từ thì phải đọc kỹ rồi đọc sao. Lụi sao, ok. Which choice provide the most effective transition? Đổi từ vế trước sang vế sau phải đọc rồi, vậy sau đi. 11 đã thấy là có or. Vậy nó phải đi cùng với cái gì đấy, or, either. Either thì có vẻ như là or. Either sẽ đi cùng với or. Thì chắc chọn A luôn. Một A nãy giờ mới chọn được có 1, 2, 3, 6 câu thôi. Ok, tạm thì đã. Câu A bài 2. Ok, combine the sentences thì có thể sẽ là câu ngắn nhất chăng, là A chăng. Nhưng mình xem có gì không đã. Chấm phẩy in addition, chấm phẩy in other words, chấm phẩy the color. That is. That is, sau dấu chấm phẩy thì không hợp lý lắm vì that, nên là không biết thay thế cái gì. Vậy câu D chắc loại. Nếu như câu A thì phải có từ nối, vì sau dấu phẩy có từ nối. Red phẩy the Chinese. Vậy thì câu A có khi được rồi, vì cái the traditional Chinese color of luck and happiness là cái vế đằng sau sau dấu phẩy, nó không phải là chủ ngữ vị ngữ, chỉ là bổ ngữ cho màu red thôi. Thế có khi câu A được, chọn luôn câu A đi. Hai câu A liên tiếp rồi hả? Liệu có đúng không? Không biết.
Ok, câu này cũng là dấu câu mình có thể được ngay. Ở đây nó kết thúc, nó có dấu gạch ngang. And Garland thì chắc không phải gạch ngang, đang liệt kê mà đúng không? Festive Red Banner and Garland chắc đang liệt kê, vậy không thể gạch ngang được. Wow, Red Festive Red. Cái cô A nghe được cái chứ? Festive Red Banners and Garland dropped with Festive Red Banner and Garland. Oh, I see. Festive là tính từ, Red là tính từ, Banner là danh từ, Garland chắc là danh từ rồi. Vậy thì tức là mình chỉ có hai thứ ở đây thôi. Đó chính là Banner và Garland. Còn Festive Red thì có thể là tính từ bổ nghĩa cho Banner thôi. Vậy thì Festive Red phải đi cùng Banner. Draft đi cùng with. Vậy chắc là câu D. 13 D đi. Như nào? Được rồi. Ok, with joy nó sẽ giải thích cho gốc gác của cái Lion Dance, múa sư tử. Thì tất cả những cái này đều nói về history, evil spirit, origin, I don't know. Vị trí, câu này thì phải đọc rồi, mình sẽ bỏ qua. Chắc sẽ bỏ qua đã. Qua lại đi. Conclude the paragraph rồi, cũng phải đọc rồi. Bỏ qua. Câu 16 là có thể chọn được both of whom. Dancer là whom. Of which both thì nghe thì hoặc both of them cũng được, nhưng mà nếu mà them thì sai vì sau dấu phẩy mà vế đằng sau là một chủ ngữ vị ngữ thì không có từ nối. Both of them là sai. Không có từ nối đúng không? Làm gì có although, làm gì có and bất sâu ở đây, vậy là không phải both of them. Both cũng có thể được, both of whom là hai người đó. Ok, thì chắc là both cũng được chứ chẳng cần both of whom đâu. Chắc chọn both cho ngắn gọn, cũng ngắn nhất đi. 16 chọn both là D. 16 D đi. 17 là câu chọn bừa câu ngắn nhất đi. 17 C đi. Đội má đúng không? Nghĩ làm chi cho đời thêm mất vân vân. 18. Úi giời ơi, cái gì đây? Cái choi nào thì sẽ consistent với cái style của cái symbolism của toy tò con rùa. Ok, em phải đọc rồi, bỏ qua. Câu logical bỏ qua luôn. Câu 19, câu này chắc em làm, à, 10 chắc làm được nhanh. It's and Lion Dance reaches its climax hay là there, there chắc là it hoặc là there thôi. Đây là số it, Lion Dance số it chắc là it's 20B. Như nào, 20B. 21, vừa một nửa rồi. Let's see, 21 là cái gì ạ? Lion with its teeth, envelopes name. Ok, rồi con này lụi bừa câu ngắn nhất đi. Mà câu A không biết lắp là như nào đây. The lion's teeth snare the envelope hay là teeth of the lion snare the envelope. Lion's teeth chắc ngắn hơn. Snare the envelope chắc ngắn hơn. Chọn câu A đây, đúng không? Vì câu A, câu D là ngắn nhất. Nhưng mà câu D với câu A thì câu A nghe có vẻ xuôi tai hơn. Chọn câu A đi. Oh, wait. Quay có thể làm được. Approaching a doorway. Tiến đến cái cửa đúng không, mà trong đó thì cái gì đó gì đó, vậy chủ ngữ nó phải phù hợp với việc tiến đến cái cửa thì cái răng nó không thể tiến đến cái cửa được. Ồ, răng không được, envelope không được thì chắc là lion thôi, vậy chắc câu B. Úi giời, câu này lừa đảo. 21B có khi vẫn làm kịp. Nhanh 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 nhanh. 22 là gì đây, chọn cái nào ngắn nhất đi nhỉ. Envelope has been dangling from the doorway. Spirit that em I don't know. Envelope has money in it hay là money fill envelope instead of chewing it up. I don't know, chắc chọn ngắn nhất đi, 22D đi, cho ngắn gọn. Ngũ lụi mà đúng không, đang thử lụi nhất có thể. Từ này phải chọn từ vừa qua. Ok, dấu câu 24. Court reporter, các nhà báo thì đã ghi lại được những cái keeper of the court. Rồi, câu chủ ngữ vị ngữ đủ hết rồi. Taking là verb bổ ngữ cho court reporter, so not during the hearing, chấm phẩy. Vậy vé này có thể chấm phẩy được rồi. Nhưng mà hearing, deposition và other thì ba thằng này hình như có vẻ như là ba thằng chung, ba thằng nó đóng vai trò tương đương. Đúng không ạ? Cái vụ nghe xử, cái vụ xử và cái vụ liên quan xử, vậy đây không thể chấm phẩy được, phải dấu phẩy. Phẩy liệt kê mà, liệt kê ba thứ đúng không? Và chắc câu C 24C. Đúng không ạ? 25. Ô, 25 là thêm cái graph này có được không? Phải đọc cái đoạn này rồi, nên thôi đọc sau đi. 26 giờ, 26 là subject gì đấy? Ôi, cái này mình cũng không nhớ lắm. Subject là mình đi, chắc là to rồi. Subject to, nhưng mà subject thực to hay subject to? Chọn subject to đi, không có thực đâu. Subject hình như nó cũng là một tính từ, subject to đi, 6A đi.
Ok. 27, ok, vậy có làm được không đây? As each as to. However, with gì đấy? Vậy đây là bổ ngữ. Reliant on God as, phụ thuộc vào as is decreasing as a record keeper. Reliant dựa vào code reporter như là, nghe hợp lý đấy, dựa vào những cái người báo cáo này như là một cái người báo cáo. Phải phải S sẽ hợp lý nhất. Nhưng mà đây là reporter là số nhiều trên là đấy mình thấy có hai câu S này, mình nghi ngờ chắc là phải A hoặc C. Mà đây C là số nhiều mình chắc mình chọn C đi, 27C đi. Số nhiều CD. 28 bỏ qua, 29. Which choice combine được tốt nhất? Lại có làm được nhanh hay không? Có thể Champion of Code Reporting thì nói rằng nói cái điều ngược lại. Ngược lại như thế nào? They argue that with increase. Should. Which is thì không phải, tại which sẽ là cái danh từ liền trước mà từ trước nó là cái gì? The opposite thì là cũng có thể là which is được. Chẳng phải their opinion thì hơi dài dòng rồi, thôi mình cứ lụi bừa câu ngắn đi. Câu B đi, 29B đi, bừa câu ngắn đi. Đang thử mà, nhớ gì đâu. Đâu cần suy nghĩ. Ok. Because digital signature code indiscriminately không thể dấu phẩy được vì đây là từ nối because. À, không phải chấm phẩy được, đây phải là dấu phẩy. Phẩy thì chỉ có ở đây, không phải chấm được, phải phẩy. Mà phẩy thì không cần there for vì đã có từ nối because rồi nên là phẩy B thôi, 30B, làm nhanh. 30B. 31 lại từ đầu câu. Ok, vậy phải đọc rồi, thôi bỏ qua đây đọc sau. 32 and để chắc nghi ngờ có thể sẽ là and lắm. À, between chắc chắn phải đi cùng với and rồi. Đúng không? Between phải đi cùng với and. Between the words là danh từ, trên đằng sau and cũng phải là danh từ. And distinguish. À, distinguish between the word and phải là danh từ. And the noises, đúng không ạ? The word and the noises. Vậy 32 là đề. Con này khá là chắc kèo luôn. Nếu sai thì ok, hên xui. Con này đọc ok, qua đi. 34 lại là chọn từ nối rồi. Phải đọc rồi, cho bỏ qua nhá. 35. Những cái câu này nó có giống nhau không? Search for method, make study, look for method. Sort a method, vậy thì cái này chỉ là search for, look for hay là sort thôi. Look for là tìm kiếm, sort cũng là tìm kiếm. Seek, sort, sort. Search for là strive for, cố gắng cho. Còn try to find a method là nghe dài dòng rồi. Vậy thì mình look for a method hay sort a method đi nhỉ? Thôi cứ theo cái các lụi đi, chọn ngắn nhất đi. Vậy C và D ngang ngắn hơn. C ngang nhau, ok. Look for hay là seek a method to study combustion. To study combustion of biofuel, study biofuel combustion. Coi câu C nghe vẻ mượt hơn, chọn câu C. Và làm C đi, tuy ngắn như nhau nhưng mà C nghe có vẻ mượt hơn. Cảm giác là không biết nữa. 36, ok, chọn chọn từ một qua. 37. 37 là cause hay là has cause hoặc là causes. Chủ ngữ, tìm chủ ngữ. This deformation results in cái những cái variation in density, cái mà vừa gây ra. Ok, vậy cái chữ này á nó sẽ bổ ngữ cho variation, vậy là số nhiều rồi, vậy thì phải là cause rồi. Ok, cause uneven heat flow and limit ở đây, đây số nhiều thì đây phải số nhiều chứ, chủ ngữ số nhiều mà. Vậy thì chắc là 37B, chắc là 37B, chắc đến bao nhiêu phần trăm thì không biết. Let's see. No change intended. Delete 38. Build. Thực ra con này phải làm được, bởi vì là mình đọc tí là những cái drop tower, cái mà được design một cách đặc biệt, built for this purpose, tức là được xây cho mục đích này, thì đây có vẻ như câu này nó test mình sự thừa rồi, đã nói về cái này rồi thì cái đoạn này là thừa. Mình nghi ngờ có thể là câu D, bỏ đi luôn, đúng không ạ? Ngắn nhất cũng là câu nhanh ngắn nhất nữa, đúng không? Cho mục đích này, xây cho mục đích này thì cũng giống như build for this purpose thôi, mà đã là specially design rồi thì chắc là đã được 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 design đặc biệt rồi, chắc bỏ đi. Ngắn nhất 38, bỏ 38 đi. 39 gần xong rồi các bạn ơi. Transition lại phải đọc rồi, bỏ. 40, dấu câu. Đọc ở trên nhá. Chủ ngữ đâu? On the plane ascent, khi máy bay bay lên thì passenger sẽ cảm thấy trái đất gì đó, nhưng trong một lúc ở đấy, cái này chỉ là bổ ngữ thôi. For brief period là bổ ngữ về thời gian, không cần đọc. Vậy thì passenger sẽ cảm thấy gì đó. Cảm thấy cái gì đó. Weightlessness is achieved. Ok, is achieved này là cái gì đây? Is achieved này là một cái verb, phải có một cái động từ, một cái chủ ngữ cho nó. Chủ ngữ là cái nào đây?
Passenger là chủ ngữ nhá, fuel là verb nhá. Pool. Đây là trong một bổ ngữ thời gian thôi, bỏ qua được. Vậy thì đoạn này chưa có chủ ngữ, vậy là cái gì đó is achieved và chủ ngữ phải là nằm trong thằng này. Weightlessness. All microgravity similar to what is in space is achieved. Vậy chủ ngữ chắc là weightlessness rồi. Vậy chủ ngữ với cả is achieved phải có hai dấu phẩy. Vậy phải có một dấu phẩy ở đây. Weightlessness phải có không? Có đây. Đây, phải is achieved. Đúng rồi, đây hai dấu phẩy này, phẩy này, phẩy này. Chủ ngữ là weightlessness, verb là is achieved. Vậy 40 cũng là D. Thế rồi đấy. 41, at this point the writer is considering adding the following. Phải đọc qua. Could investigate, were investigating, were able to investigate. Cái này là verb form, chọn được ngay. Đặc biệt là họ đang nghiên cứu hay là đã nghiên cứu hay gì đấy. Những cái chuyến bay này cho phép sinh viên này để trải nghiệm trọng lượng. Vậy có vẻ như là đã xong rồi, quá khứ rồi. Vậy thì có vẻ như là nó sẽ là were investigated hoặc là could investigated. Còn way bờ tu với cút thì đâu có khác gì nhau đâu, đúng không? Còn way message thì chắc loại rồi, không thể là quá khứ tiếp diễn được nha, quá khứ. Những cái cho phép họ trải nghiệm thì chắc là phải họ có thể nghiên cứu. Có thể nghiên cứu thì là could investigate, way bờ tu là có khả năng, tức là đây là về ability của là người, chắc là B bốn hàng chắc B. Cảm giác thế. Người sai đấy cũng biết nữa, tí xem nữa sai cũng nhục. Ok, cái này phải đọc rồi. Cái này dấu câu có thể làm được ngay. Better combustion rate model may even lead to production of an improved, đúng không? Chủ ngữ là better rate model, verb là may lead to và improve. No. Lead to là verb thôi. More fuel, cái gì đó engine là một cái danh từ được bổ nghĩa bởi tính từ more fuel, và improve technique cũng là một cái danh từ bổ nghĩa bởi tính từ improve, đúng không? For fighting fire in space or at future outposts on the moon and Mars. For fighting fire in space phải liền nhau chứ, đúng không? For fighting dập lửa trong vũ trụ mà. Hoặc là những cái là, vậy thì cái này phải liền, không dấu phẩy, vậy lại câu này, lại câu này. Or at future outpost on moon and Mars. Thì tức là space, tức là dập lửa trong không gian, hoặc là ở những cái địa danh ở tương lai, cái gì, những cái điểm, những cái trạm vũ trụ trong tương lai. Ok, thì cái này chắc cũng không cần phải đâu. Thì nghi ngờ có thể là câu C lắm, có ai có được không? Input technique for, thì technique phải đi cùng với for luôn, đúng không? Chắc là câu C đúng đấy. Ok, chọn C đi. Muốn C đi xem nào. Vậy nãy giờ lỗi cũng được khá khá, tôi thử xem được bao nhiêu điểm nhé. Thí nghiệm. Nãy giờ là mất lỗi thôi nhá. 17 phút 07 giây, tức là mình đã tốn hết một nửa thời gian để làm bài rồi. Một nửa thời gian làm bài rồi, và để xem là một nửa thời gian này thì đáng giá được bao nhiêu điểm. Đáp án đâu nhỉ? Đúng rồi. Để answer này, đúng rồi. Rating nha. Let's see. Câu 1 là D. Mình làm câu 3. Tắt đấy đi. Câu 3 nha. Câu 3 là C. Sai. Câu 4 là B chăng? Đúng. Vậy là một câu là nào tính được. Đúng. Một câu. Câu 6 có phải là C không? Câu 6 C, 2 câu. Câu 7 có phải là B không? Đúng luôn, 3 câu. 8 C, đúng luôn. Câu 11 có phải là A không? Let's see. Đúng luôn. Câu 12 có phải là A không? Đúng tiếp. Trời ơi, tuyệt vời. 13 có phải là D không? D. Quá hay. 16 liệu có phải là D chăng? Ôi, 16 phải là A. Sai. 7 có phải là C không? Ôi, C, D, sai rồi. 20 liệu có phải là B không? B. Tèn tèn. 21 có phải là B không? B tiếp. 22 liệu có phải là D? D. 23 liệu có phải là 24 nhầm, 24 có phải là C không? 24 C tiếp. 26 có phải là A không? 26 là A, đúng luôn. 27 là C, đúng tiếp. Mình không nhớ câu nào khá là chắc nghèo nhưng mà cần thế thì 29 liệu có phải là D, B chăng? Đúng luôn, B.
30B. B tiếp. 32D chăng? D tiếp. 35 có phải là C? 35, ui không phải thôi, D. Rất tiếc các bạn ạ, rất tiếc, cũng phải lụi sai ớ. Chắc câu này lụi chăng? 37B. Đúng rồi. 38 có phải D không? D luôn. 40 có phải D không? 40 là D. 42 liệu có phải là B không? Không phải, là D rồi các bạn ạ. Rất tiếc. 44 có phải là C không? C. Và C là câu trả lời cuối cùng. Vậy là 17 phút vừa rồi đã ghi được bao nhiêu điểm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 câu trên 44 các bạn ạ. Chỉ dành 17 phút thôi. Nắm những cái cấu trúc về từ ngữ thôi. Dấu câu và ngữ pháp rất là cơ bản. Và cái 20 trên 44 này tương đương với bao nhiêu điểm? Không có scale điểm à? Scale điểm ở đâu? Test 8 nha. Không có scale điểm à? Ôi thôi chết rồi. Không có scale điểm rồi. Chỉ mỗi đáp án. À, mình search trên mạng được mà. It's kind of true. Practice test and scale. Đây rồi. Scoring đây rồi. Thế tám. Chuẩn luôn. Ồ, này có đáp án mà không ấy. Scale đâu rồi? Scale nhá. 20 câu của writing nhá. Là tương đương với 220 điểm rồi các bạn ạ. 220 điểm có thể ghi được trong 17 phút 07 giây 03. Một nửa thời gian quy định. Và vẫn còn 17 phút nữa để ghi điểm. Ghi được thêm một vài điểm nữa trong những câu còn lại. Là những câu câu nào đó đúng không ạ? Vậy thì một lần nữa xin phép được bật lại cái đề của chúng mình đây đúng không ạ? Và mình chỉ làm hoàn toàn là chọn lọc và không hiểu bài nói về cái gì luôn. Tất nhiên là mình sẽ không ủng hộ việc này lắm để học để kiến thức thì không nên làm như vậy. Nhưng mà nếu mà mình muốn lấy điểm rất là nhanh thì đây cũng là một trong những phương pháp để chọn lọc những câu dễ làm trước và 220 điểm hoàn toàn trong tầm này. Đúng không ạ? Vậy thôi, mẹ không biết con nào sai, cũng chả biết tại sao sai. Xem sao cụ thể hơn. Ok, hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hy vọng là cái mock test tiếp theo sẽ có những cái kết quả nó tích cực hơn nữa. Thank you very much. Have a good night. Bye bye.